Xin chào các em. Trong tuần trước, chúng ta đã hoàn tất cái phần lý thuyết và một số bài tập tự luận của chương 2 là chương không gian vector. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập cái chương này dưới dạng giải một số bài tập trắc nghiệm. Trong quá trình giải, nếu mà cái phần lý thuyết nào quan trọng cần nhắc lại thì chúng tôi sẽ ôn lại cho các em. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Câu thứ nhất, trong P2X, tức là trong cái không gian vector các cái đa thức ẩn x mà có bậc bén bằng 2 đó, là cho vector y là x bình phương cộng mx cộng 2. Câu hỏi là vector y này nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector u và v, với u là 3x bình phương cộng 2x, v là 2x bình phương cộng 5x cộng 1. Khi và chỉ khi chúng ta có các phương án sau đây: m bằng 2, m bằng 3, m bằng 4 và m bằng 8. Như vậy là trong câu thứ nhất này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập cái kiến thức đầu tiên của chương 2, đó là phần tổ hợp tuyến tính. Chúng ta nhắc lại với nhau rằng là một cái vector nó là tổ hợp tuyến tính của một số các vector khác khi nào. Thế thì nói về tổ hợp tuyến tính thì chúng ta cần phải nói đến cái đầu tiên, đó là định nghĩa. Người ta định nghĩa như sau: vector y là tổ hợp tuyến tính của các vector x1, x2, xn khi tồn tại một cái bộ n con số thuộc cái trường K là t1, t2, tn mà y được diễn tả là t1 x1 cộng t2 x2 cộng vân vân cộng tn xn. Nếu tồn tại cái bộ số này thì ta nói vector y là tổ hợp tuyến tính của các vector x. Còn nếu không tồn tại cái bộ số này để thỏa mãn là y diễn tả qua là t1 x1 cộng t2 x2 vân vân tn xn thì ta bảo là y không phải là tổ hợp tuyến tính của cái hệ vector x1, x2 đến xn. Đó là ý thứ nhất, đây là định nghĩa. Ta nhớ lại rằng là có một cái kiến thức nó có liên quan đến tổ hợp tuyến tính, đó là khi ta học hệ sinh và cơ sở thì ta biết rằng là một cái hệ được gọi là hệ sinh của một không gian vector khi mà tất cả các vector trong cái không gian vector đó đều diễn tả nó là tổ hợp tuyến tính của các vector trong cái hệ sinh ra đó. Cho nên chúng ta có cái điều cần nhắc lại, đó là nếu x1, x2 vân vân, xn nó là cơ sở hoặc là hệ sinh của không gian vector V thì mọi cái vector y thuộc không gian vector V đều là tổ hợp tuyến tính của các cái vector x1 đến xn. Bây giờ nhắc lại như vậy rồi, chúng ta bắt đầu làm cái câu đầu tiên của chúng ta. Thế bây giờ ta muốn rằng là vector y nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector u và v. Vậy thì theo định nghĩa đó thì vector y nó phải được diễn tả là t1 u cộng t2 v với t1 t2 là lấy ở trong trường số thật. Nếu có t1 t2 thỏa đẳng thức này thì y nó là tổ hợp tuyến tính của u và v. Còn nếu mà không tồn tại T1, T2 thỏa mãn cái đẳng thức này này thì ta bảo y không phải là tổ hợp tuyến tính. Bây giờ cho như vậy á, tức là tương đương với cho cái điều sau đây này. Y viết lại. Bây giờ lấy T1 nhân U cộng T2 nhân V. Thì em lấy T1 em nhân cho U thì cái này nhân giống như là nhân số bình thường thôi. Rồi lấy T2 nhân với V thì nhân phân phối vào đây. Thế ta được bao nhiêu x bình phương này? Đầu tiên lấy T1 nhân với U thì ta được là 3T1 x bình phương. Lấy T2 nhân với V thì ta được là 2T2 x bình phương. Như vậy có phải rằng là hệ số x bình phương này là 3T1 cộng 2T2 không? Xong rồi đến x. Thế thì bây giờ x thì mình có là 2T1 x. Khi nhân T1 với U chỗ này là 2T1 x. Nhân T2 với V ta được là 5 lần T2 x. Đặt x nhân tử chung. Như vậy chỗ này mình được là 2T1 cộng 5T2. Rồi đến hằng số. Thì T1 nhân với U thì không có cho hằng số nào hết. Nhưng mà T2 nhân với lại V thì ta được là T2 nhân với 1. Như vậy là cái hằng số của chúng ta ở đây là T2. Rồi. Thế bây giờ ta muốn rằng là vector Y nó bằng cái vector này. Thế thì hai đa thức này nó bằng nhau khi và chỉ khi các cái hệ số của nó y như nhau. Cho nên chúng ta có một cái hệ sau đây. Ta cần phải có là 3T1 cộng 2T2 là hệ số x bình phương đó.
đó bằng hệ số x bình phương, trong y đó là 1. Hệ số của x là 2t1 cộng 5t2 thì phải bằng m, đây là hệ số của x. Và hằng số tự do là t2 thì phải bằng số 2. Đây, như vậy ta có một cái hệ ba phương trình. Ta giải cái này ra. Thế từ phương trình cuối ta có t2 là 2. Đây, t2 là 2. Ta thế lên phương trình thứ nhất. À, thì t2 là 2 nhân 2 là 4. Ta chuyển qua đây. Thì ta được là t1 bằng trừ 1. Cầm t1 bằng trừ 1 và t2 bằng 2. Chúng ta thế vào phương trình số 2. Thì chúng ta có được là 2 lần t1 tức là trừ 2. 5 lần t2 là 10. Như vậy có phải là m bằng 8 không? À, vậy thì người ta hỏi mình là khi nào m, giá trị nào của m để cho y là tổ hợp tuyến tính của u và v thì ta ra m bằng 8. Khi m bằng 8 thì tồn tại được cái t1 và t2 với t1 là trừ 1, t2 là 2, thảo mãn cái đẳng thức này nè. Cho nên ta chọn phương án D. À, như vậy là chúng ta vừa sử dụng định nghĩa để giải bài toán đầu tiên. Câu 2. Trong R3, tức là cái không gian vector mà nó là tập hợp của tất cả những cái bộ ba số thực đấy. À, cho vector x có tọa độ là 2m1. Người ta nói rằng là x này là tổ hợp tuyến tính của u và v khi và chỉ khi phương án A là m bằng 1, phương án B là m bằng 2, phương án C là m bằng 8 và phương án D là m bằng 4. Cái câu đặt ra ở câu số 2 em thấy nó hoàn toàn giống như là cái câu hỏi đặt ra đối với câu số 1. Chỉ khác ở chỗ là cái không gian vector trong câu thứ nhất đó là không gian các đa thức có bậc bé bằng 2. Còn bây giờ đây là không gian vector R3. Tuy nhiên cách làm cũng không thay đổi gì cả. Đây là cái dịp để chúng ta ôn lại một lần nữa cái định nghĩa tổ hợp tuyến tính. Như vậy thì vector x đó, muốn là tổ hợp tuyến tính của u và v thì ta cần phải có hai con số t1 t2 thuộc R để cho x được diễn tả là t1u cộng t2v. Thế ta tính thử xem là t1u cộng t2v thì bằng bao nhiêu. Ta lấy t1 ta nhân vào u. À, ta tính thử là cái thành phần thứ nhất là bao nhiêu. Thì thành phần thứ nhất khi lấy t1 nhân với u thì ta được là t1 nhân 0 tức là 0. Lấy t2 nhân với v thì nhân là nhân cái số t2 đó vào tất cả các cái thành phần của vector v. Thì t2 nhân với thành phần đầu tiên là t2 nhân 1 tức là t2 cộng với t1 nhân 0 là 0. Như vậy thành phần đầu tiên của cái vector tổng này nó là t2. Chúng ta làm tương tự như vậy cho thành phần thứ hai. Thì ta lấy t1 nhân với thành phần thứ hai của u ta được 2t1. Lấy t2 nhân thành phần thứ hai của vector v ta được là 5t2. Vậy ta có 2t1 cộng 5t2 ở cái vị trí thành phần thứ hai này đây. Thành phần thứ ba thì ta lấy t1 nhân thành phần thứ ba của vector u ta có 3t1. Rồi t2 nhân với thành phần thứ ba của vector v ta có 2t2. Vậy thành phần thứ ba của vector tổng là 3t1 cộng 2t2. Kèm theo kịp không? Như vậy là vector x đó, nó bằng như là một cái vector có 3 thành phần như thế này. Vậy thì bây giờ muốn x và này bằng nhau với x cụ thể họ cho trong cái đề bài đó thì điều đó dẫn chúng ta đến một cái hệ phương trình. Như vậy là thành phần thứ nhất t2 phải bằng 2. Thành phần thứ hai là 2t1 cộng 5t2 phải bằng m, thành phần thứ hai này. Thành phần thứ ba là 3t1 cộng t2 nó phải bằng 1, bằng thành phần thứ ba của x. Ta được một cái hệ ba phương trình ba ẩn giống như là câu số 1. Trước tiên là mình có t2 bằng 2. Thế vào phương trình thứ ba, t2 là 2 nhân với 2 là 4, chuyển qua đây 1 trừ 4 là trừ 3, chia xuống thì ta được là t1 bằng trừ 1. Ta lấy t1 bằng trừ 1 và t2 bằng 2 ta thế vào phương trình chính giữa, phương trình số 2, thì ta thấy nè, 2 lần t1 tức là trừ 2, 5 lần t2 là cộng 10, như vậy ta có kết quả m bằng 8. Vậy thì để thỏa mãn cái yêu cầu bài toán thì ta chọn phương án C. Câu thứ 3. Trong R3,
cho vector x là x1, x2, x3. À, bây giờ thì cả ba cái thành phần này họ cho một cách tổng quát, không có số cụ thể trong đó, x1, x2, x3. Bây giờ vector x tổng quát như thế này đây, nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector, của ba vector u, v và v kép khi và chỉ khi. Phương án A là x2 phải bằng 2x1. B là x2 thì bằng x1 cộng x3. C là x2 thì bằng x1 cộng 2x3. Và D là x2 bằng 2x1 trừ x3. Rồi. Thế chúng ta cũng dùng định nghĩa. Vector x muốn là tổ hợp tuyến tính của ba vector u, v và v kép thì phải tồn tại ba con số thực t1, t2, t3 thỏa mãn đẳng thức này. X là t1u cộng t2v cộng t3 v kép. Và chúng ta tính toán ra t1 thành phần thứ nhất của vector tổng chúng ta cần tính là lấy t1 nhân với 1 thành phần đầu tiên của vector u, lấy t2 nhân thành phần đầu tiên của vector v và lấy t3 nhân thành phần đầu tiên của vector v kép cộng lại với nhau, ta được là 1t1 cộng 2t2 cộng 3t3. T1 cộng 2t2 cộng 3t3. Hoàn toàn tương tự như vậy, ta tính được cái thành phần thứ hai. Ta lấy 2t1 cộng với 4t2 cộng với 6t3, ta ghi vào đây. Thành phần thứ ba này thì ta lấy 3t1, thành phần thứ ba này, 3t1 cộng với 5t2 cộng 7t3. Đó. Và muốn vector này bằng vector x thì có phải là chúng ta cũng có một cái hệ gồm có 3 phương trình không? Phương trình thứ nhất mình có là thành phần thứ nhất của vector này bằng thành phần thứ nhất của vector x. T1 cộng 2T2 cộng 3T3 bằng x1. Thành phần thứ hai bằng thành phần thứ hai của x, có nghĩa là ta được 2T1 cộng 4T2 cộng 6T3 bằng x2. Và cuối cùng thì có 3T1 cộng 5T2 cộng 7T3 bằng x3. Thế ở đây toàn là chữ không? T1, T2, T3, x1, x2, x3. Thế đâu là ẩn? Đâu là cái mình cần tính? Thì em thấy nè, mình muốn vector x nó là tổ hợp tuyến tính của u, v và v kép, có nghĩa là mình cần phải có ba con số t1, t2, t3 thỏa mãn đẳng thức này. Có nghĩa là cái hệ này nè, mình coi t1, t2, t3 là ẩn. Hệ có ẩn là t1, t2, t3. Cái hệ này nếu mà giải ra được có nghiệm đó thì x nó là tổ hợp tuyến tính của u, v, v kép. Còn nếu hệ này mà vô nghiệm có nghĩa là x không phải là tổ hợp tuyến tính của u, v và v kép. Các em có hiểu không? Bây giờ chúng ta mới đi giải cái hệ phương trình này. Thế muốn giải hệ phương trình thì chúng ta nhớ lại là hệ phương trình tuyến tính được giải bằng cách thứ nhất đó là phương pháp Gauss, cách thứ hai là phương pháp Raman. Thì trong trường hợp này chúng ta giải nó bằng Gauss. Giải bằng thuật toán Gauss là giải như thế nào? Thì trước hết chúng ta viết cái ma trận hệ số mở rộng A ngang ra. Trên bảng là có cái ma trận hệ số mở rộng đó. Thế bây giờ hệ này mình muốn nó có nghiệm thì ta nhớ lại rằng là cái điều kiện có nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính đó là hạng của A ngang nó phải bằng hạng của ma trận hệ số A. Bây giờ muốn biết hạng của A ngang là bao nhiêu, hạng của A bao nhiêu thì chúng ta phải dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng đưa cái A ngang về ma trận bậc thang. Ta biến đổi như sau. Ta giữ nguyên dòng thứ nhất. Bây giờ muốn ra bậc thang thì chỗ này phải là số 0 này. Số 3 này phải là số 0. Như vậy thì chúng ta phải làm như sau, lấy dòng thứ hai trừ đi 2 lần dòng thứ nhất. Khi trừ như vậy thì ta được đây là số 0. Lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1 có nghĩa là nhân dòng 1 cho trừ 2 rồi em cộng vào dòng thứ hai. Nhân trừ 2 vào đây, trừ 2 nhân 2 là trừ 4 cộng với 4 thì ta được chỗ này là số 0. Nhân 3 cho trừ 2 là trừ 6 cộng với 6, chỗ này ta được số 0. Tương tự em nhân x1 cho trừ 2, em cộng vào x2. Vậy thì cái vị trí này là x2 trừ 2x1. Rồi bây giờ muốn số 3 trở thành số 0. Cái số đầu tiên bên trái, phần tử đầu tiên bên trái của cái dòng thứ 3 này muốn là số 0. Thì phải chăng là ta phải lấy dòng thứ 3 trừ đi 3 lần dòng 1. Nhân dòng 1 cho trừ 3 cộng vào dòng 3. Nhân cho trừ 3 chỗ này là trừ 3 cộng với 3. Em được là số 0 nè. Nhân 2 cho trừ 3 là trừ 6, em cộng với 5. Cho nên chỗ này là trừ 1.
lấy 3 nhân trừ 3 là trừ 9 cộng với 7 thì ta được cái này là trừ 2. Và tương tự thì nhân x1 cho trừ 3 cộng vào x3 thì ta được là x3 trừ 3x1. Đó. Thế em xem nào. Cái hạng của ma trận hệ số A đó thì nó bằng hạng của cái ma trận phía bên tay trái này đây. Thì nhìn vào ma trận bên tay trái thì dòng thứ nhất khác không, dòng thứ hai khác không, dòng thứ ba bằng không. Như vậy thì hạng của cái ma trận hệ số đó nó bằng bao nhiêu? Có phải là bằng 2 không? À, nó bằng 2, bởi vì nó có hai dòng khác không. Như vậy thì muốn cho hệ có nghiệm thì lúc nãy ta nói rằng là ta cần hạng của A ngang nó phải bằng hạng của A. Mà hạng của A thì bằng 2, như vậy hạng của A ngang cũng phải là 2. Vậy thì muốn hạng của A ngang là 2 thì không có cách nào khác hơn. Có phải là mình cần x2 trừ 2x1 bằng 0 không? Để cho toàn bộ cái dòng này nó là số 0. Cho nên ta mới ghi rằng yêu cầu bài toán là x2 trừ 2x1 nó bằng 0. Cái phần tử này đây nè, nó bằng 0. Thế giải này ra thì ta được là x2 bằng 2x1. Ở bên tay phải tôi có ghi lại bốn cái phương án mà mình cần chọn lựa đó. Thì bây giờ mình chọn lựa cái phương án mà x2 bằng 2x1, tức là phương án A. Đó. Câu thứ tư. Trong R3 tìm M để x là 1, M1. Nó là tổ hợp tuyến tính của 3 vector sau đây. Khi tìm như vậy thì ta có kết quả nào trong các kết quả sau đây? Phương án A là M bằng 0. Phương án B là M bằng 0 hoặc M bằng trừ 1. Phương án C là M tùy ý. Và phương án D không có giá trị nào của M. Thế thì trong câu số 4 này nè, em thấy các cái dạng câu hỏi từ câu 1 đến câu 4 nó gần giống nhau. Nhưng trong câu 4 này, trong 4 phương án trả lời đó, nó có cái đặc biệt đó là phương án C, phương án D đó, nó không cho M là số cụ thể, M là 2 hay là 3, là 4 gì như trong AB, mà họ ghi là M tùy ý, trong D là không có giá trị nào của M. Thế khi nào mà em gặp cái dạng câu hỏi như vậy nè, thì tôi nhắc là các em nên nhớ lại một cái kiến thức mà chúng ta vừa ôn hồi nãy đó. Tức là ngoài cái định nghĩa Y là tổ hợp tuyến tính của hệ vector từ x1 đến xn là như thế nào, thì chúng ta có nhắc lại với nhau rằng là nếu như chúng ta có một cái hệ x1 đến xn, nó là một cái cơ sở hoặc là một cái hệ sinh của một không gian vector, thì lúc đó bất kỳ vector Y nào trong không gian vector V mà mình đang xét đó, nó đều là tổ hợp tuyến tính của các vector trong cái hệ mà mình đang nói. Như vậy thì em thấy nè, họ kêu mình là x nó là tổ hợp tuyến tính của u v v kép mà với mọi m tùy ý hoặc là không có giá trị nào của m, thì chúng ta nên nhớ lại cái chuyện này. Chúng ta kiểm tra xem rằng là u v và v kép này nè, nó có phải là một cái hệ sinh hay là cơ sở của R3 không. Nếu có thì đương nhiên lúc đó x bao giờ cũng là một cái tổ hợp tuyến tính của u v và v kép. À, thì với dạng câu hỏi mà có cái phương án trả lời là m tùy ý hoặc là không có m, thì các em nên nhớ đến cái kiến thức về cơ sở và hệ sinh để chúng ta giải quyết bài toán cho nó tốt. Thế bây giờ R3, làm sao để chứng minh trong R3 này thì UV với V kép nó có phải là cơ sở hay không? Thì chúng ta nhớ rằng là trong cái bài cơ sở mình học trong tuần trước, có một định lý rằng là nếu như ta có một cái hệ mà cái số vector trong hệ đó bằng số chiều không gian vector, thì lúc đó nếu hệ này nó là hệ độc lập tuyến tính thì ta kết luận ngay hệ này cũng là cơ sở của không gian vector đó. Chúng ta cũng biết rằng R3, không gian vector R3 có số chiều là 3. Cái hệ mình đang xét UVV kép nó có 3 vector. Vậy thì theo định lý mới nhắc lại, nếu UVV kép nó là một cái hệ độc lập tuyến tính thì nó là cơ sở đấy. Mà nếu nó là cơ sở thì x sẽ diễn tả được qua u v v kép với mọi m đấy. Thế bây giờ làm thế nào để chứng minh rằng u v v kép này nó độc lập tuyến tính? Thì chúng ta nhớ rằng là hạng của một hệ vector đó thì nó bằng hạng của cái ma trận hệ số mà liên kết với nó. Liên kết đó nghĩa là sao? Đó là cái ma trận mà em lấy các cái thành phần của u v v kép em biết lại cho ra một cái ma trận. Em viết theo dòng cũng được, em viết theo cột cũng được. Ví dụ như ở đây tôi viết theo dòng,
tôi viết tọa độ của vector u là 1, 2, 3. Tôi viết cái vector v ra 0, 2, 4 và v kép là 0, 0, 3. Nếu như mà cái hạng của cái ma trận A này nè mà nó bằng 3 thì tôi kết luận rằng hạng của hệ vector u, v, v kép bằng 3. Mà hạng của một hệ vector đó là số vector độc lập tuyến tính tối đại trong hệ này. Thì nếu hạng bằng 3 có nghĩa là u, v và v kép độc lập tuyến tính. Đây. Em theo kịp không? Thế bây giờ mình viết nó ra rồi. Thì bây giờ em thấy cái ma trận A này nè, khỏi cần biến đổi gì cả. Nhìn vào đây, nó là ma trận bậc thang rồi. Đó. Tại vì sao? Tại vì cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng ở trên nó. Cho nên nhìn vào đây, ta biết ngay hạng của A là 3. Mà hạng của A là 3 thì ta suy ra rằng là UV, V kép độc lập tuyến tính trong R3 bởi vì hạng của nó bằng hạng của A. Và vừa nhắc lại là nếu hệ này độc lập tuyến tính thì sao? Thì vector X lúc nào cũng là tổ hợp tuyến tính của UV và V kép. À, như vậy thì phương án của chúng ta đó là phương án C. Như vậy là qua câu số 4 đó, là mình học thêm một cái cách để làm bài toán về tổ hợp tuyến tính mà nó khác ba dạng đầu. Ở đây họ cho là cơ sở. Cho nên các em phải lưu ý khi cùng câu hỏi nhưng mà để ý cái phương án mà họ cho mình chọn lựa để trả lời đó, nó có gì đặc biệt không, để mình linh hoạt trong cái việc tính toán để có kết quả nó nhanh chóng. Chúng ta thử tìm hiểu câu thứ 5. Mệnh đề nào sau đây sai? Phương án A, hệ M mà chỉ có chứa phần tử không, nó là hệ phụ thuộc tuyến tính. Phương án B là cái hệ gồm có 3 vector X, X cộng Y, X trừ Y là hệ phụ thuộc tuyến tính. C, mệnh đề C là cái hệ gồm có 2 vector là 0,1 và 0,y ở trong cái C2C là hệ độc lập tuyến tính. Và cuối cùng là cái hệ cũng là hai vector này, 0,1 với 0,y trong C2R thì nó là độc lập tuyến tính. Thế bây giờ chúng ta thử xét từng cái mệnh đề 1 này. Mệnh đề A nói rằng là M, cái hệ chỉ có chứa một vector là vector 0,0, nó là hệ phụ thuộc tuyến tính. Thì nó đúng hay sai? Thì đương nhiên nó đúng, bởi vì đây là một tính chất. Ta có một cái tính chất rằng là hệ nào mà có chứa vector 0 thì hệ đó là hệ phụ thuộc tuyến tính. Cho nên phương án A là đúng rồi. Thế phương án B, M mà chứa 3 cái vector này nè, thì nó phụ thuộc tuyến tính hay là độc lập tuyến tính? Thì chúng ta xem xét kỹ 3 vector này ha. X, X cộng Y, X trừ Y. Thế chúng ta nhớ rằng là nếu trong một cái hệ vector, nếu có một vector nó là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại thì hệ đó là hệ phụ thuộc tuyến tính, đó là một tính chất. Vậy thì ở đây nè, mình có 3 vector là X, X cộng Y với X trừ Y. Thế em thấy rằng là vector nào có thể diễn tả là tổ hợp tuyến tính của hai vector còn lại? Em thấy là X cộng Y mà cộng với X trừ Y á, thì phải ra 2X không nè. Mình chia đôi ra một cái thì ra X. À, như vậy thì chúng ta có thể viết như thế này nè. À, ở đây thì tôi trước khi làm tôi nhắc lại cái độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính một tí nè, thì các em quên đó. Thì ta nhớ lại rằng là một cái hệ được gọi là độc lập tuyến tính đó, là khi mình có cái đẳng thức T1 X1 cộng T2 X2 cộng TN XN mà bằng vector 0 á, thì lúc đó mình, nếu mình suy ra là tất cả các TI bằng 0 thì ta nói hệ độc lập tuyến tính. Từ đẳng thức này buộc tất cả các TI bằng 0, bằng số 0, thì hệ độc lập tuyến tính. Còn nếu có đẳng thức này nhưng mà tồn tại một cái TI nào đó khác không, thì ta bảo hệ phụ thuộc tuyến tính. Cái thứ hai, nói về độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính thì chúng ta còn có một tính chất như thế này. Nếu trong một hệ có một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector khác thì hệ phụ thuộc tuyến tính. Cái mà chúng ta vừa nói mà để lập luận cái câu B vừa rồi đấy. Cái thứ ba là một hệ vector mà có chứa vector 0
thì là hệ phụ thuộc tuyến tính. Nè, tính chất thứ ba này nè, làm cho chúng ta thấy rằng là cái phương án A mà vừa rồi mình phân tích đó là đúng đó, là bởi vì nó có chứa vector không thì nó phụ thuộc tuyến tính. Tính chất thứ tư đó là một hệ chứa một hệ phụ thuộc tuyến tính là một hệ phụ thuộc tuyến tính. À, ví dụ như mình có một cái hệ M phụ thuộc tuyến tính, thì cái hệ nào mà chứa cái hệ M đó, ta suy ra ngay hệ mới, cái hệ mà rộng hơn đó đó, nó phụ thuộc tuyến tính. Tính chất thứ năm là một tập con của một hệ độc lập tuyến tính là một hệ độc lập tuyến tính. À, cái này nó ngược lại ở trên. Ở trên là tính chất thứ tư đó là một cái hệ phụ thuộc tuyến tính thì hệ nào mà rộng hơn chứa nó thì phụ thuộc tuyến tính. Còn cái thứ năm là cái hệ rộng hơn độc lập tuyến tính thì hệ con của nó hệ nhỏ hơn độc lập tuyến tính. Và tính số 6 đó là đối với hệ vector trong RN đó, nếu chúng ta xếp chúng theo dòng hoặc theo cột thành một cái ma trận, khi đó mình đi xét cái hạng của cái ma trận A liên kết với đó. Nếu hạng của A nhỏ hơn số vector của cái hệ đem xét thì ta bảo rằng là hệ này nó phụ thuộc tuyến tính. Còn nếu như RA bằng số vector của hệ thì ta nói rằng là hệ này độc lập tuyến tính. Thế với những kiến thức mới nhắc lại thì chúng ta trở lại cái câu hỏi số 5 vừa rồi. Phương án A như đã nói là mệnh đề này đúng, là bởi vì trong một cái hệ có chứa số chứa vector không thì hệ đó là hệ phụ thuộc tuyến tính. Mệnh đề B đúng là bởi vì như vừa phân tích với các em đó, nếu mình lấy x cộng y mà cộng với x trừ y thì ra 2x, mà chia đôi thì ra x. Như vậy là x có thể diễn tả qua x cộng y và x trừ y như sau: x bằng một nửa x trừ y cộng với một nửa x cộng y. Mà nếu như vậy thì x là tổ hợp tuyến tính của hai vector x cộng y và x trừ y. Và vừa rồi ta mới nhắc lại trong 6 tính chất đó, có tính chất số 2 nói rằng là nếu trong một hệ vector có một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại thì hệ này phụ thuộc tuyến tính, cho nên cái mệnh đề B này đúng. Chúng ta xét cái mệnh đề C, mệnh đề D. Trong hai cái mệnh đề C và D này đó thì hai vector họ cho là y như nhau, không một không y. À, câu hỏi là hai cái hệ này có phải độc lập tuyến tính hay không, là cũng hỏi y như nhau, nhưng cái không gian vector họ cho khác nhau. Họ cho trong câu C không gian vector là C2C, tức là không gian vector là tập hợp các cái số phức C2, gồm có mỗi vector là gồm có hai thành phần, mỗi thành phần là một số phức, nhưng mà cái trường K đó là C. Còn cái trường K nói trong cái mệnh đề D đó là trường số thật, nó khác nhau một tí chỗ đó. Thế nó khác nhau như vậy thì nó dẫn đến cái kết quả nó khác nhau như thế nào? Các em xem này. Bây giờ chúng ta hãy dùng định nghĩa để xem thử rằng là hai vector 01 và 0y này nè, độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính. Thế ta làm như sau. Ta lấy k và t là hai con số trong cái trường số k. Ta làm chung cho cả hai câu c và d. Cho nên ta không có nói rằng là cái số k t này là đang là số phức hay là số thật, lấy trong trường k. Thì k lần vector thứ nhất cộng t lần vector thứ hai nó bằng vector 0 trong cái c2 là 0 0. Nếu từ đẳng thức này nè mà em rút ra được là k và t cùng đồng thời bằng 0 thì ta nói rằng là hệ hai vector này độc lập tuyến tính. Còn nếu như mà tồn tại một k hoặc một cái t nào đó, ít nhất một trong hai con số này thuộc cái trường k mà khác không, thì ta nói hệ này phụ thuộc tuyến tính. Bây giờ chúng ta khai triển cái đẳng thức này ra. Thế ta nhân nó vào thì thành phần thứ nhất là bên tay trái đó là k nhân 0 cộng với t nhân 0, tức là 0. Thành phần thứ hai là k nhân 1 cộng với t nhân y. Như vậy có phải rằng là khi em nhân và cộng như vậy đó thì ta được là bên trái nó thành là 0 thành phần thứ nhất và k cộng y t ở thành phần thứ hai không? Nó bằng vector 0 là 0 0. Rồi. Thế bây giờ hai vector này bằng nhau thì các cái thành phần tương ứng nó bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái điều sau đây. Ta được một đẳng thức sau. Không thì bằng không rồi. Thế bây giờ ta cần là k cộng y t bằng không. Thế trong cái C2C đó, nói trong C2C có nghĩa là k và t của chúng ta là số phức. Mà nếu là số phức thì tôi có thể chọn nè, k là 1, t tôi chọn là y. Thế thì y mà nhân với y tức là y bình phương. Y bình phương thì bằng trừ 1 cộng với k.
nó bằng 1. Như vậy là nếu mình chọn K là 1 T và Y thì cái đẳng thức sau này đúng nè. Đẳng thức sau này đúng có nghĩa là cái đẳng thức ban đầu này đúng. Mà vừa rồi nói với các em rằng là đẳng thức này nếu nó đúng mà với K T mà khác không thì nó sẽ phụ thuộc tuyến tính. Vậy thì trong C2C tồn tại K bằng 1 khác không nè, làm cho đẳng thức này đúng. Như vậy thì ta bảo rằng là cái hệ hai vectơ này nó làm sao? Nó phụ thuộc tuyến tính trong C2C. Vậy là phương án C này sai. Phương án C sai. Chúng ta xét thêm một tí xíu nữa cho hiểu rõ hơn. Còn vì sao trong C2R thì cái hệ hai vectơ này nó độc lập tuyến tính? Là bởi vì thế này. Trong C2R tức là bây giờ là K và T của chúng ta phải chọn là số thật. Mà muốn là số, đã là số thực rồi thì K cộng IT mà muốn bằng 0 thì không có cách nào khác hơn là số K này bằng 0 và T cũng phải bằng 0 luôn. Như vậy là muốn thỏa đẳng thức sao? Thì nếu xét trong C2R thì em phải có K và T cùng đồng thời bằng 0. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hệ hai vector 0,1 và 0,y này nó độc lập tuyến tính trong C2R. Như vậy là phương án D đúng, phương án C sai. Vậy người ta hỏi mình là mệnh đề nào sau đây sai? Ta chọn phương án C. Câu số 6. Trong R4, tìm M để hệ vector sau đây là độc lập tuyến tính. Họ cho chúng ta 4 vector. Trong đó, vector X, vector U, vector V không có tham số. Còn cái vector Y thì có tham số là M. Họ hỏi mình rằng là bây giờ đó mình muốn cho cái hệ này mà nó độc lập tuyến tính á, thì ta phải có M bằng 0 hay là M bằng 0 với trừ 1 hay là M tùy ý hay là M không có, không tồn tại M nào thỏa mãn cái yêu cầu là hệ này độc lập tuyến tính. Thì bây giờ chúng ta lại một lần nữa, đây là lần thứ hai chúng ta gặp cái chuyện là trong cái phương án trả lời của chúng ta nó có cái chuyện là M tùy ý với lại không có giá trị nào của M. Thế chúng ta thử xem xét này. Vừa rồi là mình nói với nhau rằng là khi xét độc lập tuyến tính với phụ thuộc tuyến tính thì nếu như trong cái hệ của mình á, mà có một vector nó là tổ hợp tuyến tính của các cái vector còn lại thì lúc đó hệ của chúng ta là hệ phụ thuộc tuyến tính. Đúng vậy không? Thế ở đây, nếu mà em nhìn kỹ ba cái vector mà không có tham số M đó, xét M thì nó khó. Đầu tiên là mình xét ba cái vector mà không có chứa tham số. Thế mà ta để ý kỹ một tí xíu ta thấy vậy. Có phải lấy vector X mà cộng vector U thì ra vector V không? Khi cộng lại thì cộng các cái thành phần tương ứng với nhau. Thành phần thứ nhất 1 cộng 2, đây là 3 này. Thành phần thứ hai 2 cộng 1 là số 3 đây. 3 cộng 3 là 6, đây là 6. 1 cộng 0 là 1. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là V nó bằng X cộng U. Mà khi ta viết rằng là V bằng X cộng U có nghĩa là V là tổ hợp tuyến tính của X và U. V là 1X cộng 1U. Hay là viết thêm một tí xíu nữa, nếu mà muốn diễn tả qua Y thì ta viết là V bằng X cộng U rồi cộng thêm 0Y. Cộng thêm 0Y thì nó cũng vậy thôi mà. Như vậy thì vector V là tổ hợp tuyến tính của ba vector X, U với Y. Như vậy là cái hệ này luôn luôn gì? Luôn luôn phụ thuộc tuyến tính bất chấp M là bao nhiêu. Như vậy vì V luôn là tổ hợp tuyến tính của X, Y và U cho nên cái hệ này luôn luôn phụ thuộc tuyến tính. Vậy thì không có giá trị nào của M để cho hệ này độc lập tuyến tính. Khi nào mà có cái phương án trả lời là tùy ý hoặc là không có giá trị nào của M thì em phải xét xem thử rằng là lúc nào thì nó luôn luôn phụ thuộc tuyến tính hoặc lúc nào thì nó luôn luôn độc lập tuyến tính. Ở đây là luôn luôn phụ thuộc tuyến tính khi mà có một vector trong hệ nó là tổ hợp tuyến tính của các cái vector còn lại. Câu số 7 nói rằng là trong không gian vector R4, tìm M để hệ vector sau đây là phụ thuộc tuyến tính. 1 vector, 2 vector, 3 vector. Đó, họ cho 3 vector. Trong 2 vector này, thì X và Y không có tham số, U có tham số. Thế để M để cho
cái hệ này mà phụ thuộc tuyến tính thì m nó phải là bao nhiêu. Họ cho mình các cái phương án chọn lựa như sau: m là 2, m là 1, m tùy ý và không có giá trị nào của m. Thế chúng ta thấy có cái phương án c với d giống như câu số 6. Lập tức chúng ta xét thử hai vector x và y này như thế nào. Xét x và y là bởi vì hồi nãy mình nói với nhau rằng là nó không có tham số thì xét nó dễ mà. Thế ta xét cái gì nè? Ta thử xem rằng là có cái vector nào là tổ hợp tuyến tính của cái vector kia không? Của các vector kia không? Nếu có thì mình kết luận ngay là nó phụ thuộc tuyến tính bất chấp m là bao nhiêu, giống như là câu số 6. Thì ở đây nè, y với x chỉ có hai vector thôi, thì em muốn biết rằng là x và y nó lập thành một cái hệ hai vector phụ thuộc tuyến tính hay là độc lập tuyến tính, thì em chỉ cần là em xem là vector này có bằng k lần vector kia hay không thôi. Đó. Trong Rn là ta xét như vậy đó. Thì em thấy rằng là vector y này nó không bằng k lần vector x, tại vì các thành phần của chúng nó không tỷ lệ với nhau. Như vậy là cái hệ hai vector x và y đó là nó độc lập tuyến tính rồi đó. Như vậy thì buộc lòng phải xét thêm u. Thế bây giờ ba vector này nè, khi nào thì nó phụ thuộc tuyến tính? Thế hồi nãy mình có nhắc lại với nhau rằng là muốn xét một cái hệ vector nó độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính, ta có một cái tính chất mà hồi nãy mình nêu ở tính chất số 6 đó, là ta sẽ liên kết, ta liên kết cái hệ vector này với một cái ma trận A. Ma trận A là cái ma trận mà thiết lập được bằng cách viết các cái vector x, vector y, vector u vào đây theo dòng hoặc theo cột. Ví dụ như ta viết theo dòng, vector x là 1, 2, 3, 0, 2 trừ 3, 1, 1, đó là vector y, vector u thì là 3, m trừ 2, 4, 1. Đây đó. Thế lập cái ma trận A rồi, thế bây giờ muốn cho hệ nó phụ thuộc tuyến tính thì theo tính chất số 6 ta cần cái gì? Ta cần hạng của A nó phải nhỏ hơn số vector trong hệ. Thì số vector trong hệ bây giờ là 3, có 3 vector. Như vậy thì muốn hệ 3 vector này phụ thuộc tuyến tính có nghĩa là ta cần hạng của A nó phải nhỏ hơn 3. Ta đi xét hạng của A. Đây là A. Ta biến đổi nó về ma trận bậc thang, giữ nguyên dòng 1, ta lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1. Rất dễ dàng, ta thấy kết quả đây là 0 trừ 7 trừ 5 1. Cái này dễ quá cho nên là tôi tính nhanh một tí ha. Rồi dòng 3 trừ 3 dòng 1 để cho cái số 3 này là số 0, ta được đây là 0. Này là m trừ 8, vị trí là trừ 5 và vị trí là 1. Rồi thế bây giờ cũng chưa phải là bậc thang đúng không nè? Và nhớ mục tiêu là mình muốn cái hạng này nè, nó nhỏ hơn 3 nha. Để cho nó dễ nhìn. Hai dòng đầu là khác không rồi. Khác không rồi. Cho nên muốn hạng nhỏ hơn 3, tôi cần dòng cuối này bằng 0 nè. Thế đầu tiên là tôi lấy dòng 3 trừ dòng 2 cho nó gọn cái đá, thì ta được là 0 nè. Lấy m trừ 8 mà trừ đi 7, chỗ này là m trừ 1. Còn hai phần sau này thì nó giống nhau, trừ 5 trừ 5 bằng 0. 1 trừ 1 bằng 0. Vậy thì bây giờ muốn hạng của A nhỏ hơn 3 thì làm sao? Thì ta cần phải có m trừ 1 nó bằng 0. Để làm chi? Để hạng bằng 2 thôi. Nó nhỏ hơn số vector trong hệ. Vậy tôi nói rằng hệ phụ thuộc tuyến tính khi R A nhỏ hơn 3. Muốn như vậy tôi chọn m bằng 1. Và phương án trả lời hồi nãy người ta cho mình đây. Vậy thì mình chọn cái nào? Mình chọn phương án B. Đó. Các em thân mến, như vậy là trong cái tiết ôn tập đầu tiên này, chúng ta đã cùng nhau ôn lại hai chuyện, đó là tổ hợp tuyến tính và sự độc lập tuyến tính, sự phụ thuộc tuyến tính của một hệ vector. Tôi hy vọng rằng là qua cái tiết học này, các em nắm vững hơn cái kiến thức mình đã học trong tuần trước. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục hình thức ôn tập này với các cái phần kiến thức có liên quan ở trong cái chương 2. Chúc các em ôn tập tốt. Thân ái chào các em.